Mến chào các bạn yêu thích bóng đá trở lại với phần nhận định, phân tích. Số kèo tỷ số trận đấu vòng bảng Champions League giữa Liverpool với Atletico Madrid vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 4 tháng 11 theo giờ Việt Nam trong khuôn khổ bảng E vòng 4 Champions League 2021-22. Liverpool được trở về sân nhà để tái đấu với Atletico Madrid. Hiện tại đội chủ sân Anfield vô cùng quyết tâm giành lấy chiến thắng để nắm chiếc vé đi tiếp. Tuy nhiên hãy rất cẩn thận vì Atletico Madrid cũng đang trong tình cảnh rất cần 3 điểm vào lúc này. Giai đoạn vòng bảng Champions League mùa giải năm nay của Liverpool đang diễn ra vô cùng khả quan đối với Liverpool. Mình chứng thấy rõ nhất màn về màn trình diễn của đoàn quân huấn luyện viên du gần club khi Liverpool tuần thắng 3 trận tại giai đoạn lượt đi của bảng E. Thành tích tốt như thế này giúp cho đợi cấp ngày càng gần hơn với tấm vé đi tiếp với 9 điểm trong tay hơn chính Atletico Madrid đến 5 điểm sau 3 trận ra sân. Để chuẩn bị cho trận tới đây, Liverpool chỉ có trận hòa 2, 2 ngay trên sân nhà với Brighton tại giải ngoại hạng Anh. Song trận chia điểm này chưa nói lên được quá nhiều điều vì Liverpool vẫn đang quá mạnh so với các đối thủ còn lại. Chỉ cần họ chơi tập trung hơn, Liverpool sẽ có thể đánh bại hết mọi cái tên ngán đường. Bên kia chiến tuyến, Atletico Madrid như thường lệ vẫn luôn có sự khởi đầu chậm chạp qua các mùa giải Champions League gần đây. Thật vậy tại mùa 2021 0 -2 22 Thay trò huấn luyện viên Diego Simeone chỉ đang có trong tay 4 điểm sau một thắng, một hòa và một thua. Điểm số như vậy là quá nguy hiểm khi đại diện Tây Ban Nha đang bị các đội xếp sau là AC Milan hay Porto bám rất quyết liệt. Khác với Liverpool, các cầu thủ Atletico Madrid vừa mới có chiến thắng tại giải quốc nội vừa qua. Được dự đoán sẽ gặp khó trước Real Betis, song Atletico Madrid vẫn tạo ra chiến thắng 3-0, qua đó tiếp tục cạnh tranh ngôi vương La Liga. Cập nhật tin tức bóng đá 24 giờ cho thấy Atletico Madrid sẽ hướng đến trận đấu bằng tinh thần quyết tâm cao nhất. Dù vậy, Liverpool vẫn là cái tên sở hữu rất nhiều kinh nghiệm và họ sẽ không dễ để bị rơi vào cảnh trắng tay, soi kèo tỷ lệ nhà cái châu Á. Chọn cửa dưới Atletico Madrid trận gần nhất Liverpool chấp Brighton 1.75 bàn. Thua kèo trận gần nhất Atletico Madrid chấp Real Betis 1.0 bàn. Thắng kèo đáng chú ý Liverpool trên sân nhà chưa phải là nơi tốt nhất để người chơi có thể an tâm theo cược. Cụ thể năm trận mở kèo gần đây tại Anfield, Liverpool chỉ thắng kèo đúng hai lần. Trong khi đó, Atletico Madrid lại sở hữu thành tích xa nhà rất tốt với 4 phần 6 lần thắng kèo đã qua. Xôi kèo bóng đá trực tuyến tài xỉu. Chọn sử thống kê kèo tài xỉu của đội ngũ chuyên gia nhận định bóng đá cho thấy những trận đấu giữa Liverpool và Atletico Madrid tới đây khó có khả năng xuất hiện nhiều bàn thắng. Bởi lẽ giai đoạn lượt về này mang ý nghĩa đầy quan trọng, vì thế nên đòi hỏi sự an toàn nhất có thể. Ngoài ra, cách chơi của Atletico Madrid luôn đề cao yếu tố phòng ngự để có thể nắm chắc điểm số ra về. Dự đoán bóng đá kèo châu Âu, hai đội hòa nhau lượt đi Liverpool đã đánh bại Atletico Madrid bằng tỷ số 3. Hay, dẫu có nhiều bàn thắng là thế nhưng đó đều xuất phát từ cách sai lầm hàng thủ. Chỉ cần trận sắp tới đôi bên chơi cẩn thận hơn, có lẽ tỷ số hòa sẽ xuất hiện rất cao. Các chuyên gia bóng đá dự đoán hòa 1, 1 trong 90 phút thi đấu.